Hello cả nhà, chào cả nhà. Mình là Andy nè. Cảm ơn trả lại cái kênh của mình. Bây giờ mình tới cái cơm Tấm Kiều nữa cả nhà ơi. Cái ở đây ăn cơm với ăn bún rất là ngon. Ngon nhất ở dưới Cali với cả nhà. Mình ăn ở đây cỡ mấy lần rồi, giờ mình thèm rồi. Thì mời cả nhà ăn chung với mình ha. Mình là Andy nha. Bây giờ mình sẽ chiếu cho cả nhà coi ở trong với ở ngoài với trong ha, cái nhà hàng thì nó kêu bằng cơm Tấm Tên Kiều ở thành phố Rosemead đó cả nhà. Ở đây là rất là nổi tiếng cái nhà hàng này, cơm rất là ngon, bún rất là ngon. Bây giờ chiếu cho cả nhà xem. Enjoy cái video này cả nhà, enjoy cái video ha. Cả nhà ơi, ở đây là cơm Tấm Kiều nè cả nhà. Đó, cơm Tấm Kiều nè, thấy không? Cái nhà hàng này rất là ngon nha. Tiếng Việt Nam đọc làm sao cả nhà? Cơm Tấm Tên Kiều, cơm Tấm Kiều. Đó. Ở ngoài đây là cái nhà hàng này rất là lớn, rất là rộng. Thấy không? Rất là ngon. Đó. Ở đây nó để gì nè, nó để nước gì nè. Đó. Không biết đọc chữ Việt Nam. Thôi bây giờ mình vô cho cả nhà xem. Ở đây thì sạch sẽ nha, ăn nha, nha. Rồi nó mở thứ hai tới chủ nhật 7 ngày luôn. Đó, 10 giờ sáng tới 9 giờ tối. Thì vô cho cả nhà xem. Nè cả nhà ơi, cái nhà hàng này rất là ngon nè cả nhà. Đó, thấy không? Ở đây rất là đông khách. Giờ mình vô nha. Dạ. Yeah. Chào anh, khỏe không? Dạ. Nói tiếng Việt nha. Bữa nay mình ăn cơm tấm bì sườn chả. Yeah. Cơm tấm bì sườn. Thôi là cơm tấm chả bì đậu kia có. Có hả? Lại số mấy vậy? Ồ, về 39 cơm tấm bì chả đậu kia. Đúng rồi, sao cái đó thì không ăn sườn, không ăn sườn. Để đi cái quảng cáo luôn. Ở ngoài đó, trên đó cái chữ gì, cái miền Nam nó để gì vậy ta? Cái chữ, cái bảng trên ở ngoài cái building nó cái gì vậy? Chữ Việt Nam, chữ gì vậy? À, về, yeah, đó là gì? Ồ, Happy New Year. Bữa nay Dũng nghỉ hả? Bữa nay Dũng nghỉ hả? Dũng hả? Ồ, mấy bữa nay nó hôm qua nó bị nó nói nó đi nhậu quá, nó mắc bóp phải không? À, bữa nay nó xin nghỉ phải không? Nghỉ mấy bữa rồi, nghỉ vừa bị đuổi không? Bị đuổi không? Đuổi hả? Hả? Bị chắc định chứ đang làm chắc định nó bị đuổi không? Hả? Bị đuổi không? Tại vì mấy lần rồi. Ồ, mấy lần rồi. Làm thì mấy lần. Vậy à? Đúng rồi. Đúng rồi, vậy không có đúng. Dạ. Ok. Đá lạnh luôn. Mình nước cũng nhiều nóng quá. Ok, quảng cáo cũng nhiều lắm ở đây á. Dạ, dạ. Thì cả nhà ơi, bữa nay mình trở lại cơm Tấm Kiều nữa cả nhà. Ở đây nó rất là ngon. Kể cái nhà hàng này ngon lắm, nổi tiếng lắm cả nhà ơi. Mình đã ghiền rồi, mình bữa nay trở lại. Cái địa chỉ ở đây nè cả nhà, 5450 Valley Boulevard nè, Suite 111 với 112, thành phố là Rosemead, Cali 91770. Số điện thoại ở đây là 626-545-2000, mở 7 ngày một tuần, 10 giờ sáng tới 9 giờ tối. Ở đây mình ăn rất là ngon nha cả nhà, ở trên đường Valley với cái between là San Gabriel, nó kế bên WannaGrow với cái nhà. Đây là cái appetizer của nó rất là ngon nha. Ở đây nó có tất cả appetizer, bánh bèo cũng ngon lắm nè cả nhà, bánh bèo ngon lắm á. Với cái này cũng ngon lắm nè, bánh trống hay là gì á, ngon lắm. Đó, giá là rất là mắc một chút, không có sao. Ở đây mắc lắm cả nhà ơi. Ở đây là cơm này nè, cơm này 22 đồng nè cả nhà.
22 đô nè, đó. Nó có nghe nói có mấy cái loại thịt luôn á. Thấy không? Hơi mắc một chút. Rất là ngon cả nhà ơi. Mình ăn cơm tấm, chả bì sườn, tẩu ki. Mình ăn cái số cho cả nhà xem nè. Mình ăn cái số 39 nè cả nhà. Cơm tấm, bì, chả, tẩu ki rất là ngon. 39 là 13 đồng rưỡi thôi. Mình ăn đơn giản. Đó, thấy không? Giá thì cũng 13 đồng mấy là cũng được, không có mắc gì mấy. Mà lên tới 20 mấy đồng là chịu thua luôn. 22 đồng là không có mắc quá. Đó. Ở đây có bún bò quén với bún riêu nữa cả nhà. Đó, đồ ăn của nó rất là ngon nha. Cơm với bún là number one ở đây ở cả nhà, nổi tiếng á. Thấy không? Rất là ngon. Ở đây bún cũng ngon lắm cả nhà, bún ở trên này nè. Bún ở đây nè. Bún cái này ngon lắm cả nhà, bữa mình ăn qua rồi. Rồi ở đây là có bún riêu. Bún riêu cả nhà. Có bún bò Huế luôn. Ở cái này là bún bò Huế nè cả nhà, bún bò Huế nè. Rồi cái này là bún riêu ở đây nè. Bún riêu nè cả nhà. Đó, bún riêu nè. Đó, cái nước uống là đầy đủ hết. Nước á. Bún rất là ngon nha. Mười ba đồng rưỡi là được, cũng vừa đủ túi mình. Mà mình ăn hai mươi mấy đồng thì không có được. Để mình có bây giờ có ba người đó, mình ăn, con của mình nó ăn là cái số có 17 nè cả nhà. 17 cơm tấm, bì, chả sườn, tẩu ki. 16 đồng 99, 17 đồng, 17 đồng, 17 đô á. Số 17 á. Đó, cái này là 21 đồng 99 cent là 22 đồng đi. Thì nó nghe nó 10 món á. Đó. Rồi con mình nó ăn bánh bèo là 13 đồng rưỡi. Cái menu rất là đẹp, rất là hấp dẫn cả nhà ơi. Thôi mời cả nhà ăn chung với mình ha. Cái đồ ăn của mình ra rồi cả nhà ơi. Tẩu ki, bì, chả rất là hấp dẫn, rất là ngon. Cảm ơn. Trời ơi, rất là đẹp cả nhà ơi. Một cái dĩa này quá đẹp. Tẩu ki nè cả nhà, tẩu phộng nè, chả nè, bì nè, cơm tấm nè, đồ chua nè. Wow. Ở đây là cái order thứ hai là cơm tấm, cái này là 17 đô nha cả nhà. Cơm tấm, bì, chả, tẩu ki, sườn nướng. Đó. Sườn nướng với đậu phộng với chả. Rất là món này rất là đặc biệt. Đó, có bì nè, có sườn nè, có tẩu ki nè. Có chả Hà Nội nè, đó, dưa leo nè. Wow, cơm tấm nè, đồ chua nè. Rất là hấp dẫn. Wow. Ngon cả nhà ơi. Rồi order một cái bánh bèo nữa cả nhà. Bánh bèo đây là rất là ngon nha. Từ 3 đồng rưỡi luôn á. Đó, rất là đặc biệt nha cả nhà. Nó có mấy cái gì á. Ngon lắm, cái này ngon lắm cả nhà ơi. Đó, 3 món. Rất là hấp dẫn nha. Có nước mắm nữa. Đó. Mời cả nhà ăn chung với mình nha. Rồi, rất là ngon. Wow.
Rồi, ăn chung cả nhà với mình nha cả nhà. Hello, mời cả nhà nha. Ăn chung với mình nha cả nhà. Nha. Đó, ngon, rất là ngon cả nhà ơi. Rất là đặc biệt nha. Wow. Mời cả nhà. Cảm ơn trả lại cái kênh của mình Andy nha. Yeah. I don't want this. Mới cho con một chút xíu. Rất là hấp dẫn cái nhà ơi. Làm cái dĩa này á, cái mâm dĩa này ra rất là đẹp. Rất là đặc biệt cả nhà ơi. Cái quán này á là nổi tiếng á cả nhà. Mình thích ăn ở đây lắm. Ăn đây mấy lần mình mê rồi cả nhà ơi. Đổ nước mắm vô hết luôn. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Đậu kỳ. Đậu kỳ này rất là ngon cả nhà ơi. Giòn, ngon, béo. Rất là đẹp. Anh mời cả nhà, mời cả nhà. Yeah. Mà cả nhà ha, bì rất là ngon. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon quá. Cơm tấm nha cả nhà, cơm tấm nha. Ngon. Nước mắm rất là ngon, cơm rất là ngon, bì cũng ngon cái nhà, bì ngon lắm. Điểm này á, cơm tấm kiều á là ngon nhất ở dưới quận Goldsmith ở cái nhà thành phố á, Cali á. Ngon. Một phần này của mình là 13,5 đồng, con của mình ăn là 17 đồng, rồi bánh bèo là 13,5 đồng. Tiệm này mở lâu rồi cái nhà. Tiệm này sang lại cho tiệm hồi xưa đó, tiệm mà ở 54 á, là cũng cỡ 3-4 năm rồi, cũng 3-4 năm rồi cái nhà. Cái cơm của nó rất là ngon, cơm tấm mà rất là hấp dẫn. Ngon. Ăn cơm với nước mắm cũng ngon cái nhà ơi. Ngon lắm đó nha. Ừ.
cái nhà coi cái chả của nó này, chả của nó rất là đẹp nha. Bà con cái nhà chả đó, ngon cái nhà này. Béo, ngon, ngon, béo. Nhà phía sau, nhưng mà cái nước mắm nó ngon rồi á. Ở trong cái dĩa này á, cái gì cũng ngon á, nhà nước mắm là rất là ngon, nó ngọt ngọt. Dưới lốt này Rose Smith này rất là nóng cái nhà ơi, nóng quá, không muốn ăn bún riêu. Mình thèm bún riêu mà mình nóng quá, trời ở ngoài nóng quá ăn không được. Khoái ăn bún riêu. Mình ăn hết cái nhà. Mình cho con mình tẩu chi với cho nó đồ chua cho nó ăn. Vậy chia ra nhau ăn nha cả nhà. Ấm hết. Cả nhà chưa ăn nhau. Ăn cơm ở đây với ăn bún ở đây á. Chưa ăn ở đây á, cả nhà lại ăn thử đi. Bảo đảm 100% cả nhà sẽ thích ăn ngon. Thì mình đánh điểm cái dĩa này luôn. Cơm tấm, bì chả, tảo chi. Mình đánh điểm luôn 1 tới 10 á. 1 là dễ nhất, 10 là ngon nhất. Mình đánh cái dĩa này á, số 9 á cả nhà. Rất là ngon, rất là đặc biệt, rất là nhiều. Cái dĩa là rất là đẹp, ngon lắm cả nhà ơi. 100% ngon lắm. Với cái cơm, với cái nước tắm, cái nước mắm ấy, rất là ngon. Tạo kê nha, mình cắn thử nè. Tạo kê ngon quá. Cái tôm á, nó vừa ăn, nó béo, thơm, nó giòn. Ngon. Ngon quá cái nhà này. Ngon.
bì cũng ngon lắm nhờ. Cảm ơn em. Đậu kia rất là ngon. Hello. Dạ. Cái cơm này có cho canh không? Có không? Đem ra. Dạ. Chả nó cũng ngon rồi. And just bring this one for her. Can you? Huh? Can you? No, no. Come on. Just eat it and then order another one. If you can finish it, bring it home. Đồ ăn rất là ngon. Mà bữa nay á có cái ông manager rồi là ông chủ hay gì á cũng là tình cảm không có đẹp. Ông đang tích thì ông lại đem bỏ đồ của mình lầm gì á. Canh này cũng được nha, canh này cũng dư ăn ngon rồi nha. You eat this? Hey, you eat this, you gotta drink the soup because the rice is too dry. Drink your soup, guys. Thank you.
dưa leo cả nhà. Dám bỏ cơm của nhà sợ mang tội. Tảo kia này, cái nhà tảo kia này rất là ngon nha. Canh này á nó vừa ăn, không có mặn, nó có lạ, nó rất là vừa cả nhà. Có miếng canh vô nó cũng đỡ. No quá cái nhà ơi. Cái nhà nếu mà cái nhà coi cái video của Andy á, cũng cả nhà ủng hộ mình nha. Nhớ đăng ký cái chữ đỏ như bằng subscribe rồi share cái video mình cho gia đình của nhà xem nha. Thì cái nhà nhớ bấm cái chữ đỏ, tiếng Mỹ nó kêu bằng subscribe đó. Bấm cái chữ subscribe đỏ xong rồi như bấm cái chuông. Thứ nhất là bấm cái subscribe cái chữ á, rồi xong rồi bấm cái chuông, rồi xong rồi share cái video mình cho bạn bè của nhà ở Việt Nam hoặc là bạn bè của cả nhà xem nha. Đi với gia đình coi cả nhà nha, nhớ nha, ủng hộ mình nha, bấm cái chữ subscribe với tiếng Mỹ á, rồi xong rồi bấm cái chuông, rồi xong rồi share cái video mình cho bạn bè của nhà xem với gia đình của nhà xem nha, nhớ nha, ủng hộ mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn, cheers nha. Chủ cho cháu cái hộp thì cô được với một chén nước mắm ấy, kệ đây ở đây đem cô á. Thank you.
mình ăn xong cái này mình đem về nhà cho con mình với đi Costco của nhà ơi. Bữa nay phải đi Costco đi mua đồ đạc á, để cho nhà cửa. Cảm ơn cả nhà ha, nhớ lại ủng hộ cái nhà hàng này nha cả nhà. Ủng hộ ở đây ăn rất là ngon với rất là đặc biệt ha. Rồi mình để cái địa chỉ xuống nha, rồi cả nhà lại đây ăn thử đi, không có chê đâu. Ok cả nhà, cảm ơn nha. Hello cả nhà ơi, bây giờ mình cái video này cũng dài rồi cả nhà. Cảm ơn coi cái video của Andy ha, thì cảm ơn cả nhà coi cái video của Andy ha. Chúc cả nhà bữa nay mạnh khỏe với hạnh phúc với vui vẻ. Ok, năm nay làm ăn phát tài nha cả nhà. Thì cả nhà nhớ ủng hộ Andy nha, đăng ký cái chữ subscribe rồi bấm xong đó là bấm cái chuông, rồi xong rồi share cái video của Andy cho bạn bè của nhà xem với gia đình của nhà xem nha. Nhớ nha, ủng hộ mình bấm cái chữ subscribe nha, cái chữ đỏ đỏ đó, cái dài á, subscribe nha. Cảm ơn cả nhà, hẹn cả nhà video bữa sau tiếp theo nha. Chào tạm biệt cả nhà, love you, bye bye cả nhà, bye bye, chào tạm biệt, bye bye. Đó, đây là khách rất là đông. Rất là đông.